Trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, Liverpool và Arsenal, hai đội bóng có lịch sử lẫy lừng, đang phải đối mặt với những thách thức đầy khó khăn. Liverpool, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klopp, đã trải qua một chuỗi trận đấu không như ý, khi gần nhất là trận thua trước Atalanta tại Champions League và trận thua PSG tại Anfield. Các ngôi sao như Mohamed Salah và Sadio Mane thường gắn liền với những bàn thắng quyết định, đang trải qua thời kỳ khó khăn trong việc tìm lại phong độ. Trận đấu gần đây với Crystal Palace càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Liverpool không thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và dễ dàng bị phản đòn. Còn ở phía Arsenal, mặc dù có sự cải thiện so với mùa giải trước, đội bóng vẫn đang phải đối mặt với sự không ổn định. Huấn luyện viên Mikel Arteta đang cố gắng tìm ra sự cân bằng giữa hàng thủ và hàng công, nhưng vẫn còn nhiều bài toán chưa được giải quyết. Sự sụt sùi của cả hai đội đã khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Cả Liverpool và Arsenal đều cần phải nhanh chóng lấy lại phong độ và tự tin nếu muốn tiếp tục cạnh tranh cho ngôi vương trong cuộc đua này. Trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, Liverpool và Arsenal đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Với Liverpool, sau chuỗi trận đấu không thành công gần đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp đang phải đối mặt với áp lực lớn để đưa đội bóng trở lại đúng đường. Mặc dù vẫn tạo ra nhiều cơ hội trong các trận đấu, nhưng Liverpool đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa những cơ hội đó thành bàn thắng. Các ngôi sao như Mohamed Salah và Sadio Mane mặc dù vẫn giữ được phong độ cá nhân, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ cả đồng đội để mang về những chiến thắng. Trận đấu sắp tới với Atalanta sẽ là một thử thách lớn cho Liverpool khi đối diện với một đối thủ không dễ chơi. Atalanta đã chứng minh được sức mạnh của mình ở cấp độ châu Âu và sở hữu một lối chơi đa dạng và khó lường. Trong khi đó, Arsenal dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đang gặp phải những khó khăn tương tự, dù đã có những cải thiện nhất định. Nhưng đội bóng vẫn chưa thể duy trì được sự ổn định cần thiết. Trận đấu với Atalanta cũng sẽ là một thử thách không nhỏ cho Arsenal. Đội bóng Italia sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ và khả năng phản công nhanh nhạy, điều mà Arsenal cần phải cẩn trọng. Sự không ổn định ở cả Liverpool và Arsenal đã khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cả hai đội cần phải nhanh chóng khắc phục những điểm yếu của mình nếu muốn tiếp tục cạnh tranh cho ngôi vương trong mùa giải này. Trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, Liverpool và Arsenal đang phải đối mặt với những khó khăn lớn, đặc biệt là trong các trận đấu ở Europa League. Liverpool đang gặp khó khăn trong việc thay đổi tình hình ở giải đấu này, trong khi với giải ngoại hạng Anh, khả năng của họ vẫn còn, mặc dù còn một số vòng đấu còn lại. Nhưng việc Liverpool quay trở lại với mạch trận tốt hơn vẫn đầy khó khăn. Đội bóng này cũng phải đối mặt với việc không còn quyền tự quyết ở Europa League. Điều này khiến cho khả năng đua tranh của họ trở nên phức tạp hơn. Arsenal cũng gặp phải những khó khăn tương tự trong cuộc đua với Liverpool và Manchester City. Với Liverpool, có nguy cơ họ chỉ có thể giành được danh hiệu League Cup và chia tay với Europa League. Điều này thực sự đáng tiếc với sự lẫy lừng của họ ở Anfield. Dù vậy, những gì Liverpool đã làm được trong quá khứ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử của câu lạc bộ. Câu lạc bộ này không chỉ đơn thuần là những danh hiệu, mà còn là triết lý và tư tưởng bóng đá, một phần không thể thiếu trong lịch sử dài của Liverpool. Những kỷ niệm về Liverpool trong những năm 80, dù không thực sự rõ ràng nhưng vẫn đọng lại trong tâm trí của nhiều người hâm mộ. Dù Liverpool không thống trị Premier League nhưng họ lại để lại dấu ấn với những chiến tích khác. Với Liverpool, mùa giải này có thể không mạnh mẽ như mong đợi, nhưng những gì họ đã làm trong quá khứ sẽ mãi mãi được ghi nhận trong lịch sử bóng đá. Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang diễn ra với nhiều bất ngờ và kịch tính. Liverpool, sau khi bắt đầu mùa giải một cách mạnh mẽ, đang gặp phải sự suy giảm đáng kể trong phong độ. Những trận thua đau lòng và những kết quả không như ý đã khiến cho đội bóng này mất điểm và rơi xuống trong cuộc đua vô địch. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đang phải đối mặt với áp lực lớn để tìm ra giải pháp cho tình hình khó khăn này. Trong khi đó, Arsenal dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta đã trải qua một quãng thời gian khó khăn nhưng đã tỏ ra mạnh mẽ hơn trong những trận đấu gần đây. Sự thăng hoa của các cầu thủ trẻ như Bukayo Saka và Emil Smith Rowe đã mang lại sự tươi mới và hy vọng cho đội bóng. Arsenal đang dần khẳng định vị thế của mình và đe dọa các đối thủ trong cuộc đua vô địch. Với Liverpool, việc phục hồi phong độ và tìm lại niềm tin là cực kỳ quan trọng trong những trận đấu còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sức ép từ Arsenal và các đội bóng khác đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Cuộc đua vô địch Premier League mùa này hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và không dễ dàng đoán trước được kết quả cuối cùng. Mặc dù Liverpool đang gặp khó khăn, nhưng họ vẫn là một ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch. Sự trải qua nhiều chiến dịch Champions League và kinh nghiệm của huấn luyện viên Klopp có thể là yếu tố quan trọng giúp Liverpool vượt qua khó khăn và giành lại ngôi vô địch Premier League. Tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Manchester City và Chelsea. Arsenal, mặc dù đã có những bước tiến tích cực dưới thời Arteta, nhưng vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Sự cải thiện trong lối chơi và tinh thần đội bóng đang là điểm sáng, nhưng họ cũng cần duy trì được sự ổn định và hiệu suất trong các trận đấu quan trọng. Với một loạt trận đấu còn lại đầy cam go,
không ai dám chắc chắn về kết quả cuối cùng của cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa đã chứng kiến một kịch bản không mấy vui vẻ cho người hâm mộ Arsenal. Một trận thất bại đáng lòng không chỉ làm mất điểm mà còn khiến cho cơ hội vô địch của đội bóng này trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Mặc dù Arsenal đã có những bước tiến trong sự trưởng thành, nhưng trận đấu này lại là một minh chứng cho thấy họ vẫn còn phải đối mặt với những thách thức lớn phía trước. Có những lời bình luận cho rằng Arsenal vẫn chưa đủ trưởng thành để cạnh tranh trong cuộc đua vô địch, nhất là khi so sánh với đối thủ trực tiếp như Aston Villa. Dù đã có sự cải thiện trong lối chơi và đội hình, Arsenal vẫn gặp khó khăn trong việc giữ vững hiệu suất và tinh thần ổn định. Trận đấu này đã phản ánh rõ ràng điều này khi Arsenal không thể hiện được sự trưởng thành và ổn định trong lối chơi của mình. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng Aston Villa đã chơi rất tốt và tận dụng được những điểm yếu của Arsenal. Họ tập trung vào một lối chơi cường độ cao và sự tập trung cao độ, đặc biệt là trong hiệp 2. Để tạo ra sức ép lớn lên đối thủ, lối chơi này đã mang lại thành công cho Aston Villa khi họ giành chiến thắng quan trọng trên sân Emirates. Đối với Arsenal, trận đấu này đã là một bài học đắt giá và làm nảy sinh nhiều câu hỏi về sự trưởng thành và khả năng đối phó với những đối thủ có phong độ cao. Mùa giải Premier League đầy kịch tính và không dễ dàng đoán trước kết quả, và Arsenal cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức phía trước nếu muốn cạnh tranh cho ngôi vô địch. Arsenal đã trải qua một mùa giải đầy khó khăn và thách thức, dù có những khoảnh khắc thành công, nhưng cũng không ít cơ hội bị lãng phí. Trận đấu gặp Crystal Palace và Aston Villa là những ví dụ điển hình. Trong trận đấu với Aston Villa, Arsenal đã gặp khó khăn trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn. Thủ thành Martinez của Aston Villa đã phản ứng xuất sắc, ngăn chặn những cú dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Arsenal. Mặc dù đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng Arsenal vẫn chưa thể chuyển hóa chúng thành bàn thắng. Điều này khiến cho Arsenal gặp khó khăn trong việc giành điểm trong cuộc đua vào top 4 Premier League và chiến thắng trong các trận đấu quan trọng. Trong khi đó, Liverpool cũng đối mặt với những thách thức tương tự trong trận đấu với Crystal Palace. Tuy nhiên, sự khác biệt là Liverpool đã có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, qua đó giành chiến thắng cuối cùng. Điều này cho thấy rằng Arsenal cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn cạnh tranh ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Dù đã có những tiến bộ, nhưng Arsenal vẫn cần nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu của mình trong mùa giải này. Ngoài ra, việc tham dự Champions League cũng là một mục tiêu quan trọng mà Arsenal đang hướng đến. Để đạt được điều này, đội bóng cần phải duy trì sự ổn định và hiệu suất cao trong các trận đấu còn lại của mùa giải. Họ cũng cần phải tận dụng những điểm mạnh của mình và khắc phục những điểm yếu để có thể cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ khác. Trên thực tế, việc thi đấu ở Champions League không chỉ mang lại danh tiếng mà còn là cơ hội để Arsenal chứng tỏ tài năng và khả năng cạnh tranh ở một cấp độ cao hơn. Arsenal đang trải qua một mùa giải với nhiều biến động và thách thức trong cuộc đua vào top 4 Premier League. Họ phải đối mặt với các đối thủ nguy hiểm như Tottenham Hotspur và Manchester United. Dù Tottenham Hotspur không có phong độ ổn định, nhưng trận đấu với họ luôn là thử thách không dễ dàng. Và khi nghĩ đến trận đấu với Manchester United ở vòng đấu cuối cùng, Arsenal cần phải tính đến khả năng sải chân của Manchester City để có thêm cơ hội. Mặc dù điều này có vẻ không tưởng, nhưng Manchester City đã chứng minh khả năng của mình trong những mùa giải trước đó. Họ luôn biết cách nắm chắc cơ hội và không bao giờ buông lỏng. Điều này thể hiện phẩm chất của một nhà vô địch. Tuy nhiên, Arsenal vẫn hy vọng vào một cơ hội nhỏ, và điều này có thể đến từ việc giải quyết thành công các trận đấu quan trọng như trận gặp Brighton. Mỗi cơ hội bị bỏ lỡ trong trận đấu đều là một bài học, và Arsenal cần phải học từ những sai lầm đó để cải thiện. Tuy nhiên, việc thành công không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm, mà còn vào may mắn và sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Điều này có thể giúp Arsenal vượt qua những thử thách khó khăn và giành được kết quả tích cực. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đang phải đối mặt với áp lực lớn. Ông cần phải tìm ra giải pháp cho các vấn đề trong đội hình và sơ đồ chiến thuật. Mặc dù ý kiến về các quyết định của ông có khác biệt, nhưng ông cần phải chịu trách nhiệm khi kết quả không như mong đợi. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như Premier League, việc đối mặt với thách thức là điều không thể tránh khỏi, và việc quản lý áp lực là một phần quan trọng của vai trò của một huấn luyện viên. Arsenal đang trải qua một mùa giải khá khó khăn, nhưng vẫn còn hy vọng vào sự thành công dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trẻ tuổi Mikel Arteta. Mặc dù Tottenham Hotspur và Manchester United đều không ổn định, nhưng đối mặt với họ vẫn là những trận đấu không hề dễ dàng. Arsenal cũng không nên quá lo lắng về việc đấu với Man United ở vòng đấu cuối cùng, mà cần tập trung vào từng trận một và hy vọng vào một phép màu nào đó từ Manchester City. Arteta được coi là một giải pháp phù hợp cho Arsenal, và sự hứng vị từ các trận đấu tích cực có thể giúp đội bóng vượt qua những thách thức, đối thủ sẽ tạo ra nhiều trở ngại hơn, nhưng Arsenal cần giải quyết từng trận một. Thành công trong các trận đấu có thể tạo đà cho đội bóng và giúp họ vượt qua những khó khăn về mặt thể chất và tinh thần, trong khi một số yếu tố như thời gian nghỉ giữa các trận đấu có thể ảnh hưởng. Arteta cần tạo ra động lực tích cực cho đội bóng, dù mùa giải có thể đầy khó khăn.
nhưng không có lý do gì để không hy vọng vào Arsenal, thậm chí trước trận đấu với Aston Villa, mọi người đã lo sợ, nhưng cũng đã thấy rằng mọi thứ không hề tồi tệ như tưởng tượng, và trước vòng tứ kết Champions League, mọi chuyện vẫn còn rất khó lường, nhưng Arsenal vẫn có cơ hội đi tiếp. Thể lực là một vấn đề lớn mà chúng ta cần phải chú ý, đặc biệt khi chuẩn bị cho trận đấu liên về. Bayer Leverkusen hầu như không sử dụng đội hình chính trong trận đấu gần nhất tại Bundesliga, khi họ thắng trước Cologne với tỷ số 2-0, họ thắng dễ dàng với sự góp mặt của các cầu thủ không phải là chính, ví dụ như Rafael Guerrero hoặc Thomas Müller. Họ đã được nghỉ ngơi một phần lớn trong trận đấu này, Leverkusen đã chuẩn bị thể lực tốt và họ có lý do để không cần phải đua giành kết quả nữa, mặc dù top 4 và chức vô địch Bundesliga có vẻ như đã đảm bảo. Trận đấu lượt về vẫn rất quan trọng đối với Leverkusen, họ có lợi thế về sân nhà, nhưng Arsenal vẫn giữ ưu thế sau trận hòa có bàn thắng trên sân khách ở lượt đi. Tuy nhiên, sự kinh nghiệm vẫn là điểm mạnh của Leverkusen, đặc biệt khi họ từng tạo ra những thế trận thuận lợi trước Arsenal ở trận đấu lượt đi, Leverkusen có thể sẽ tiếp tục dựa vào lợi thế này để cố gắng giành kết quả tích cực trước Arsenal ở lượt về. Tuy nhiên, Arsenal vẫn là một đối thủ được tổ chức tốt và có nhiều phương án, mặc dù đã trải qua thất bại trước Aston Villa, nhưng vẫn còn hy vọng vào khả năng của họ. Leverkusen cần cẩn trọng với yếu tố thể lực, đặc biệt sau trận đấu căng thẳng với Aston Villa, mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần có thể ảnh hưởng đến họ. Trận đấu tiếp theo với Arsenal sẽ là thách thức, nhưng Leverkusen vẫn có thể tự tin dựa vào kinh nghiệm của mình. Trong khi đó, Arsenal cũng có thể sẽ chơi một cách tự tin, như trong trận hòa với Manchester City. Arsenal hoàn toàn có thể chơi phòng ngự tổ chức và tận dụng các cơ hội phản công. Arsenal hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật phòng ngự tổ chức và tận dụng cơ hội phản công. Điều này khiến đối phương phải lo lắng và thậm chí trả giá. Bằng cách này, Arsenal có thể giải quyết trận đấu một cách hiệu quả, dù cũng có thể dàn trận và chơi một bóng đá phòng ngự cứng nhắc, đẩy đối phương vào thế khó khăn và hướng tới loạt đá luân lưu 11m. Trong quá khứ, Arsenal đã từng thắng đối thủ trên chấm phạt đền. Vì vậy việc đá loạt luân lưu không gây nhiều lo lắng cho họ, điều này chứng tỏ rằng sự lựa chọn này vẫn còn hy vọng và khả năng thành công, không chỉ riêng Arsenal, mà nhiều đội bóng cũng cần giải quyết trận đấu một cách sắc bén. Khả năng kéo dài trận đấu và kết thúc bằng loạt đá luân lưu 11m là một phần của chiến lược mà các đội bóng cần tính đến, tuy nhiên, đó là một lựa chọn khó khăn và không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt, điểm này cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Với sự ủng hộ của người hâm mộ, Arsenal vẫn có cơ hội đi tiếp, trong khi đó, cặp đấu giữa Manchester City và Real Madrid cũng là một điều không thể đoán trước, cả hai đội đều có thể chiến thắng, và mọi chuyện có thể xảy ra. Manchester City đã thể hiện sức mạnh trên sân của Real, trong khi Real Madrid cho thấy họ còn mạnh mẽ hơn so với mùa giải trước. Điều này tạo ra một cặp đấu hấp dẫn và khó lường, khi mà bất kỳ kết quả nào cũng có thể xảy ra. Trận đấu giữa Manchester City và Real Madrid trong khuôn khổ Champions League là một sự đối đầu đầy hấp dẫn và được rất nhiều người yêu thể thao chờ đợi. Hai đội đều có những phương án tấn công đa dạng. Real Madrid với những ngôi sao như Erling Bingham đã chứng tỏ sức mạnh của mình trong mùa giải này. Dù vậy, Manchester City không hề thua kém khi sở hữu hàng loạt cầu thủ chất lượng như Erling Haaland, người đang là điểm sáng trên hàng công của đội bóng. Sức mạnh và khả năng ghi bàn của Haaland có thể tạo ra nhiều áp lực lớn cho hàng phòng ngự của Real Madrid. Tuy nhiên, Real Madrid cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Họ có khả năng phản công nguy hiểm và sự ổn định trong lối chơi. Đối với Manchester City, giải pháp tốt nhất có thể là tận dụng lợi thế sân nhà và tạo ra áp lực liên tục lên khung thành đối phương. Trận đấu giữa hai đội không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng tiếp theo của giải đấu mà còn là một cuộc thử thách về tinh thần và chiến thuật. Cả hai đội đều đã có kinh nghiệm về việc vô địch Champions League và họ đều quyết tâm giành chiến thắng. Trận đấu này hứa hẹn sẽ mang đến những pha bóng kịch tính và không thể đoán trước được kết quả cuối cùng. Manchester City và Real Madrid đều sẵn sàng cho một cuộc đối đầu căng thẳng và không kém phần kịch tính. Và điều này làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sự phân tích kỹ lưỡng và chiến thuật thông minh sẽ là yếu tố quyết định để giành chiến thắng. Với Manchester City, việc tận dụng lợi thế sân nhà và sử dụng tối đa các phương án tấn công sẽ là chìa khóa để đánh bại Real Madrid, trong khi Real Madrid cũng đang tính toán cẩn trọng để tận dụng mọi cơ hội phản công. Cuộc đối đầu giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho người hâm mộ và không ít bất ngờ cho các chuyên gia dự đoán bóng đá. Trong cuộc đua sôi động của UEFA Champions League, không ít bất ngờ đã diễn ra từ vòng đấu bảng cho đến vòng loại trực tiếp. Arsenal và Manchester City, hai đại diện của Premier League, đều đang phải đối mặt với những thử thách khó khăn từ các đối thủ cạnh tranh. Arsenal, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta, đang trong quá trình xây dựng lại đội hình sau khi trải qua một mùa giải khá khó khăn. Trong khi đó, Manchester City của Pep Guardiola vẫn duy trì phong độ ổn định và thể hiện sức mạnh của mình trên mọi đấu trường. Real Madrid, đội bóng vương giả của Tây Ban Nha,
cũng đang trong quãng thời gian khá khó khăn khi phải vật lộn với những vấn đề nội bộ và kết quả thi đấu không như ý. Trong khi đó, Atletico Madrid của Diego Simeone vẫn tiếp tục thể hiện sự kiên cường và khó chịu trong mọi trận đấu. Họ là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Barcelona, mặc dù đã trải qua nhiều biến động và thay đổi, vẫn giữ được sức mạnh và tài năng của mình. Trong khi đó, Bayern Leverkusen là tâm điểm của sự chú ý sau khi vô địch Bundesliga. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sepp Blatter, Leverkusen đã thể hiện sức mạnh và tinh thần đồng đội ấn tượng, làm say mê người hâm mộ. Với mỗi đội bóng, cơ hội giành chiến thắng ở UEFA Champions League vẫn còn mở ra và sự cạnh tranh hứa hẹn sẽ càng trở nên gay cấn và hấp dẫn hơn trong những vòng đấu tiếp theo. Trong mùa giải UEFA Champions League năm nay, các đội bóng hàng đầu như Arsenal, Liverpool, Manchester City và Real Madrid đều đang đối mặt với những thách thức và quyết định quan trọng. Arsenal, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới, đang cố gắng duy trì phong độ ổn định và tìm kiếm thành công ở cấp độ châu Âu. Sự linh hoạt và đa dạng trong chiến thuật chơi của họ đã giúp họ vượt qua nhiều thử thách. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mạnh trong giải đấu. Manchester City, một đội bóng với đẳng cấp và tài năng, đang cố gắng duy trì vị thế hàng đầu ở cả trong nước và ở cấp độ châu Âu. Sự thích ứng và sáng tạo trong chiến thuật chơi của họ đã giúp họ vượt qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với áp lực để giữ vững vị thế của mình. Liverpool, dưới sự lãnh đạo của huấn luyện viên Jurgen Klopp, đang phải đối mặt với thách thức của việc xây dựng lại đội hình sau khi huấn luyện viên đã rời bỏ vị trí của mình. Mohamed Salah, người được coi là ngôi sao sáng nhất của đội, đang phải đối mặt với áp lực để đạt được thành công và ổn định lâu dài cho đội bóng. Real Madrid, sau những biến động nội bộ và kết quả thi đấu không như mong đợi, đang cần phải tìm ra cách để khắc phục và tái thiết lập sự ổn định trong chiến thuật và đội hình của mình. Trong khi đó, trong Bundesliga, đội bóng Sài Đông Sô đang gây ấn tượng với sự xuất sắc của mình. Với một mùa giải đầy nỗ lực và chiến thắng, họ đã chứng minh được sức mạnh và tham vọng của mình. Quyết định của huấn luyện viên Sabi Longo ở lại với Leverkusen thêm một mùa giải nữa được coi là một động thái thông minh. Việc này không chỉ giúp họ củng cố lực lượng mà còn cho phép họ tích lũy thêm kinh nghiệm và phát triển chiến thuật của mình. Đồng thời, việc ở lại cũng mang lại sự ổn định và tiếp tục hành trình xây dựng cho tương lai của Leverkusen. Long,